Thưa quý vị và các bạn, vậy là một năm học mới lại sắp bắt đầu. Chương trình Chắp cánh ước mơ lại tiếp tục cuộc hành trình nâng bước cho những ước mơ hoài bão của những em học sinh nghèo học giỏi vượt khó. Sau mỗi một chương trình phát sóng, những người thực hiện chương trình và các nhà tài trợ cảm thấy hạnh phúc vì đã góp phần tiếp sức cho các em trên con đường chinh phục ước mơ của mình. 12 học sinh trong năm học 2018-2019 là 12 hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có một điểm chung là chăm ngoan học giỏi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hình ảnh của các em học sinh này với những ước mơ vượt khó bay cao của mình. Nhân vật đầu tiên của năm học là em Nguyễn Thị Suốt, một cô học trò nhỏ bé giỏi tiếng Anh với mong muốn có thể mở một trung tâm tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh nghèo khó giống mình. Cậu bé Ngô Quang An, mồ côi cả cha lẫn mẹ, học giỏi chăm ngoan, luôn thường trực ước mơ có thể trở thành nhà sáng chế. Em Lê Thị Hồng Nhung, mồ côi cha, mẹ không may mắc bệnh hiểm nghèo nhưng dùng nghị lực chăm chỉ học giỏi. Cô bé Đỗ Thị Khánh Ly, học giỏi, chăm ngoan nhưng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Con cảm thấy rất là tủi thân ạ. Vì các bạn thì có cả đủ cả bố cả mẹ, còn con thì bố mẹ mất rồi. Những mất mát khó khăn thiệt thòi của cậu bé mồ côi Trần Ngọc Anh có bố mẹ không may bị nhiễm HIV đã qua đời nhưng luôn nỗ lực từng ngày đến trường vượt qua rào cản sức khỏe của bản thân. Và tận cùng, nỗi khốn khó là sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần của em Đặng Thị Hiền, một học sinh nghèo, không có nhà ở, luôn nỗ lực phấn đấu trở thành một cô giáo để có thể dìu dắt các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như chính bản thân mình. Phần lớn các em học sinh trong chương trình đều là các em có hoàn cảnh khó khăn, sống trong sự thiếu thốn về tinh thần như mồ côi bố, mồ côi mẹ, thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ như Uyên Nhi, Trà My, Ánh Nguyệt, Phạm Thị Thanh Huyền. Những em may mắn hơn khi còn có cả bố và mẹ thì gia cảnh lại quá đỗi cơ cực như em Phạm Thảo Anh, Bùi Thị Lê. Tất cả các em đều đạt học sinh khá giỏi trong năm học vừa qua. Điều đặc biệt khiến cả ekip chương trình rất hạnh phúc đó là cả hai em học sinh lớp 12 nhận được học bổng của chương trình đã hiện thực hóa được ước mơ của mình là thi đỗ vào đại học. Đó chính là em Bùi Thị Lê, nhà ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Lê sinh ra trong gia đình nghèo, bố bị tai nạn lao động, một mình mẹ Lê làm lũ, nuôi bốn chị em ăn học. Không phụ công mẹ và sự quan tâm của hai nhà tài trợ, trong kỳ thi đại học vừa qua, em đã đạt 25 điểm thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa. Là đơn vị khởi xướng và tài trợ chính của chương trình Chắp cánh ước mơ, chúng tôi rất vinh dự và tự hào bởi em Lê là một trong những học sinh tiêu biểu cũng đã được VNPT Hưng Yên trao tặng học bổng. Trong cái suất học bổng này cũng là một cái món quà hết sức ý nghĩa và nguồn động lực để em Lê vươn lên trong học tập và đạt thành tích cao trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua. VNPT Hưng Yên cũng hy vọng là trong những thời gian tới thì em Lê sẽ cố gắng tiếp tục học tập, tích lũy thật nhiều kiến thức. Cảm ơn VMTV Hưng Yên cũng đến trước nhất là đã trao quà học bổng cho các cháu rồi. Bây giờ thì cháu đỗ đại học thì các bác đã đến động viên gia đình và cháu. Thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác. Là thiếu may mắn hơn Lê vì bố mất sớm, mẹ lại bỏ đi lấy chồng xa. Em Nguyễn Thị Thanh Huyền, nhà ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, đã từng khóc khi lo sợ về một ngày mai không có khả năng đi học tiếp. Nhưng với sự động viên kịp thời và chân thành từ hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên, em Huyền đã được tiếp thêm động lực vượt khó thi đỗ vào khoa tài chính ngân hàng, Học viện Tài chính. Khi còn là học sinh trung học phổ thông thì em đã được hai nhà tài trợ là VNPT và ngân hàng Vietcombank đã tài trợ cho em một suất học bổng rất là ý nghĩa và đã trợ giúp cho em trong việc học còn lại để em thi đỗ vào đại học mà em mong muốn. Và ngày hôm nay thì vinh dự khi lại một lần nữa được hai nhà tài trợ đến thăm và chúc mừng cho em đỗ đại học. Em hứa sẽ cố gắng là học tập thật tốt để sau này trở thành một người có ích. Khi chúng tôi được biết tin em Huyền đỗ đại học, em Huyền thì trước đây cũng là nhận một cái phần quà tài trợ của bên phía Vietcombank thông qua chương trình Chắp cánh ước mơ. Thì chúng tôi cũng rất là vui mừng bởi vì một cái phần quà tuy là cũng nhỏ nhoi nhưng mà cũng có một cái đóng góp rất là lớn và để cho cái ước mơ của em Huyền bước vào cái ngưỡng cửa đại học.
Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là mong muốn các em học sinh khác thông qua chương trình nhận học bổng của chương trình Chắp cánh ước mơ cũng được những cái thành công giống như là của em Huyền. Điều khiến những người làm chương trình không khỏi xúc động và vui mừng đó là gia đình và bản thân các em học sinh của chương trình đã vơi bớt đi những lo lắng nhọc nhằn bởi sự quan tâm của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã khiến cho trái tim của họ ấm lên, niềm tin được thắp sáng. Đặc biệt khi đến thăm gia đình em Đặng Thị Hiền ở thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử. Với số tiền 12 triệu đồng từ hai nhà tài trợ Chắp cánh ước mơ, mẹ con em Hiền đã trích một phần tiền để sang sửa lại mái ngói rột nát bằng mái tôn mới. Chỉ một chút đổi thay cũng khiến con người ta cảm thấy được yêu thương hơn rất nhiều. Sự sẻ chia trong cộng đồng lại càng trở nên ý nghĩa thiết thực hơn bao giờ hết. Em sẽ cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho em để giúp em được đi học. Em sẽ học thật giỏi để lại giúp đỡ nhiều người như em. Thấy là sau khi mà chương trình Chắp cánh ước mơ của đài truyền hình phát thanh Hưng Yên được phát sóng, trên huyện đã có cái chương trình là nếu như em Hiền, nhà em Hiền mà có đất thì trên huyện sẽ tài trợ cho em, cho mẹ con em cái điều kiện để xây nhà với trị giá 80 triệu đồng. Cũng rất là cảm ơn chương trình là tôi vào tôi thấy rằng là nhà em bớt phần nào khó khăn đi, mưa đỡ dột. Thế và bây giờ vào trong nhà cảm thấy ấm cúng hơn. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, khi nhận được số tiền 12 triệu đồng từ hai nhà tài trợ, mẹ con em Lê Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Đức Hợp, đã gửi sổ tiết kiệm để dành dụm cho việc học của em. Số tiền không nhiều, nhưng với gia đình em Nhung, đó là món quà quý giá và đúng thời điểm. Mẹ em đã gửi ngân hàng để tặng cho em một số tiền để nếu mà vào học đại học thì cũng có kinh phí để trang trải những năm học ban đầu. Em cảm thấy rất vui và thực sự là cảm thấy mình được đồng cảm sẻ chia bởi cộng đồng. Và em cũng xin hứa là em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lại sự kỳ vọng và tấm lòng giúp đỡ của các anh chị, cô chú ạ. Cả bé Nhi hay bé An trong chương trình cũng đều có đủ sách vở, có bàn học mới, có xe đạp mới. Tất cả các em đều được tiếp thêm ngọn lửa niềm tin, phần nào yên tâm học hành, phấn đấu vươn lên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chắp cánh ước mơ đã bước sang năm thứ 5, trở thành nhịp cầu nhân ái đầy yêu thương và nhân văn. Đã có rất nhiều học sinh được tiếp thêm động lực niềm tin để nỗ lực vươn lên. Giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình đã được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Bên cạnh hai nhà tài trợ chính là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên, thông qua kênh phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, đã có nhiều em học sinh trong chương trình Chắp cánh ước mơ đã nhận thêm được sự quan tâm của các tổ chức xã hội khác. Thêm một lần nữa, đúng như tên gọi của chương trình là Chắp cánh ước mơ, những học sinh nghèo lại được tiếp thêm đôi cánh. Cảm phục trước nghị lực vượt khó học giỏi của các em học sinh trong chương trình Chắp cánh ước mơ, đội thiện nguyện Sen Vàng Hưng Yên đã đến thăm và tặng cho 4 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình. Hội đã trao tặng mỗi học sinh 5 triệu đồng. Do lên mạng xã hội mới biết được cái chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Truyền hình Hưng Yên. Tôi thấy là cái chương trình này nó rất ý nghĩa. Và qua cái chương trình này thì hội sẽ giúp đỡ khoảng 4 hoàn cảnh em học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh. Cũng rất là mong các em là cố gắng vượt khó và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Một năm học mới sắp bắt đầu, những người làm chương trình lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm và sẻ chia với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên học giỏi trong toàn tỉnh. Sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành của hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên trong chương trình Chắp cánh ước mơ sẽ luôn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các em học sinh nghèo, học giỏi. 4 năm nay thì VNPT Hưng Yên đã tài trợ chương trình này và năm học tới chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành 72 triệu đồng tài trợ quỹ học bổng Chắp cánh ước mơ với mong muốn là sẽ chia sẻ chân thành, tiếp thêm ý chí và nghị lực để các em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn thực hiện những cái ước mơ hoài bão của mình trong học tập. Để chương trình tiếp tục có sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và xã hội, VNPT Hưng Yên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh. Trong thời gian qua chúng tôi cũng thực hiện rất nhiều các hoạt động liên quan đến an sinh xã hội trên địa bàn.
ví dụ như là xây dựng trường học, xây dựng đường nông thôn mới, xây nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cũng như thực hiện tài trợ các cái học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó thông qua cái chương trình Trao cánh ước mơ trong gian vừa qua. Thì trong gian tới chúng tôi cũng cam kết tiếp tục là duy trì cái hoạt động an sinh xã hội của mình trên địa bàn. Tiếng trống khai trường sắp điểm, năm học mới chuẩn bị bắt đầu với nhiều ước mơ hoài bão. Chương trình Chắp cánh ước mơ như cánh diều tiếp tục đồng hành với những bạn nhỏ giàu nghị lực, vượt khó vươn lên, chinh phục bầu trời tri thức.